Có tiền từ nãy giờ sao không đưa ra sớm? Thôi, có tiền rồi tôi đi về nha. Tôi đi vô làm gì nữa? Anh ở đây đừng có về. Vô đám giỗ đi, vô gặp mẹ em đi. Gặp bà làm cái gì? Thì anh nói với mẹ là anh yêu em, xin mẹ cưới em. Cái gì? Tôi làm gì có tiền mà cưới cô? Nhưng mẹ em có tiền. Mẹ em sẽ cho tiền tổ chức đám cưới cho anh cưới em. Mẹ cũng có tiền thiệt hả? Ừ, có chứ. Mẹ em đi bán nè nên mẹ em có tiền. Không biết bà già con nhỏ này có tiền để chôm chỉ ông ta. Mình cứ vào trong đó thử xem có kiếm chắc được gì không. Anh đói bụng quá, mình vô trọng kiếm gì ăn nha. Đi đi. Xong hết rồi đó mẹ. Để qua bàn con. Mẹ, đây là anh Công, bạn của con á. Chào cậu. Chào bác. Hôm nay Bảo Kim nói là đám giỗ của bác trai, mà còn tới chơi. Nói xong hết chưa? Dọn ăn đi chứ. Phải á, nấu xong hết thì dọn lên ăn đi chứ. Con cũng đói bụng quá trời luôn. Thôi nè, Bảo Kim, mẹ với Bảo Ngọc đã lo xong hết rồi. Bây giờ con xuống á, phụ Bảo Ngọc đem đồ ăn lên đây cúng ba con. Dạ. Đi đi. Mình đi chị. Đi xuống bếp chị hai, mình dọn lên cúng. Tôi muốn nói chuyện với cậu. Có phải là bác muốn biết quan hệ giữa con với Bảo Kim đúng không? Cậu cũng hiểu ý tôi lắm. Trước giờ Bảo Kim chưa bao giờ dắt bạn về nhà, đặc biệt là bạn khác phái. Tôi nghĩ là giữa cậu và Bảo Kim phải có mối quan hệ thân thiết lắm thì nó mới làm như vậy. Bác nói lòng vòng chi cho nó mở. Con và Bảo Kim đang yêu nhau đó. Nói chính xác là Bảo Kim đang rất mê con. Cậu con nè, chắc là cậu cũng biết con gái của tôi trí óc không phải như người bình thường đâu. Tôi chỉ mong là mẹ con sống êm ấm bên nhau, chứ tôi không muốn hay mong là cái gì được cao sang. Bởi vì nó không có khả năng chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình đâu. Ê, bác nói vậy cũng đúng. Bảo Kim tuy là một người rất khờ khạo, ngu ngơ, nhưng mà cậu ta cũng biết yêu đó chứ. Bảo Kim rất là yêu con. Nhưng mà yêu một người như Bảo Kim nhà tôi ấy, cậu cũng khó có tương lai lắm rồi nha. Tôi hy vọng là sau này cậu tìm cách né tránh một chút, để Bảo Kim nó không lao tới cậu nữa. Bất công đến đó rồi cả hai đứa đều đau khổ. Tại bác cũng biết thôi, lúc này tụi con rất là yêu nhau. Bảo Kim còn muốn tụi con làm đám cưới với nhau nữa kia. Bảo Kim, Bảo Ngọc nè, dọn đồ lên đi con. Dạ. Nhanh đi. Mẹ ăn đi mẹ. Chị hai.
Đi, ra đầu tàu. Chở ngoại nha. Xin phép. Con đi ra ngoài nha mẹ. Anh Công, đợi em. Chị hai. Chị hai. Chị hai. Trời ơi, tức chết được. Mẹ, mẹ thấy bạn của chị Kim sao? Còn sao nữa? Mẹ thấy cái thằng này không phải là người đàng hoàng rồi. Đó, hồi nãy lúc mà con với bảo Kim ở dưới bếp, nó nói với mẹ kiểu lỗ mãng, rồi gác trên ghế nữa, không coi mẹ ra gì hết á. Mẹ, mẹ không muốn con của mẹ phải quan hệ với cái cậu này. Mà sao nó mất dạy quá không biết nữa. Mẹ, hồi nãy á, cái tên nó còn dám nắm tay con nữa. Cái gì? Người gì đâu mà kỳ cục quá. Con không ưa cái tên này chút nào hết. Con nghi lắm. Con nghĩ đó là cái tên mà suốt ngày mà cứ dụ chị hai đưa tiền. Thêm đồ vì vậy mới phát hiện ra anh. À, anh biết trong đây có tiền, anh tính đến cắp tiền chứ gì, phải không? Nè, cô nói chuyện cho đàng hoàng nghe chưa? Cô thấy tôi cầm đồng bạc được không? Hên là tôi lên đây đúng lúc nên tôi mới phát hiện ra bộ mặt của anh. Tôi biết rồi, anh giả bộ làm quen chị hai của tôi. Anh có ý đồ chứ gì? Có ý đồ gì vậy? Anh nói thẳng ra đi. Xem ra có thông minh hơn chị cô rất nhiều á. Anh cút ra khỏi nhà tôi, mau lên. Đi. Từ giờ trở đi tôi cấm anh bước chân vô nhà tôi. Anh đi mau lên. Anh mà không đi hả, tôi báo công an cho anh coi. Anh đi mau lên. Bảo Ngọc, sao em dám la bạn của chị? Chị Kim, anh ta là người xấu đó. Hồi nãy anh ta còn tính đến gấp đầu nhà mình nữa kìa. Từ giờ trở đi chị đừng có chơi với anh ta nữa. Em cũng như mẹ thôi, lúc nào cũng nói bạn chỉ là người xấu hết á. Bảo Kim, nè, nghe mẹ hỏi nè, anh ta có phải là cái người mà thường xuyên kêu con lấy tiền của mẹ đưa cho nó không? Phải không chị? Phải không? Anh Công nói có tiền mới chở đi chơi được, có tiền mới đi ăn quán sang được. Con thích anh Công chở đi chơi lắm. Nè, có phải là còn muốn lợi dụng con gái của tôi không hả? Là con gái của bà tự đem tiền tới cho tôi xài vậy thôi. Trời ơi, anh đi ra khỏi nhà tôi. Đi mau lên, đi mau lên, đi ra mau lên thôi. Đi mau lên, đi. Muốn tôi đi vậy? Đi mau. Bảo Kim, anh ra chỗ hè đợi em trước á. Ở đây nhức đầu quá. Em nhớ ra liền đó. Không á, là anh giận luôn á. Em ra mà. Anh đi đi. Anh. Anh. Đi mau lên. Đi. Đi. Làm dữ rồi. Không có đánh nữa. Từ từ. Em qua đi. Sao anh đánh bạn của chị? Chị hai, chị thấy đó, anh ta là người xấu mà. Chị không có đuổi theo anh ta. Bảo Ngọc, Bảo Ngọc, em nói dối. Em nói á, nếu mà chị dẫn anh ta về nhà thì mẹ sẽ không ngăn cấp tụi chị nữa. Vậy mà bây giờ em cũng cản chị nữa. Chị không có tin em nữa.